thưa quý vị chiều nay ngày 25 tháng 12, ủy ban văn hóa hướng giáo dục chủ trì phối hợp với hướng bộ văn hóa hướng thể thao và du lịch tỉnh nghệ an tổ chức hội thảo du lịch 2021 với chủ đề du lịch việt nam phục hồi và phát triển. hội thảo kết nối trực tuyến và các điểm cầu trên cả nước trong đó có các địa phương trọng điểm về du lịch. như hội thảo có hướng chủ tịch quốc hội vương đình huệ Hết chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn dự tại điểm cầu thành phố đà nẵng có Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Chân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Hội thảo nhằm đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với ngành du lịch, cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam. Thảo luận về định hướng, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững, kiến nghị Quốc hội Chính phủ có giải pháp kịp thời, tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cung cấp thông tin để các đại biểu quốc hội quyết định những chính sách đột phá nhằm phục hồi và phát triển du lịch trong điều kiện bình thường mới Hội thảo lần này cũng là sự tiếp nối của các cơ quan của Quốc hội làm sâu sắc thêm các vấn đề đã được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021, phục hồi và phát triển bền vững, góp phần thắng gỡ những điểm ngãn đưa du lịch phục hồi phát triển bền vững trở thành ngành kinh tế mũi dọn theo tinh thần nghị quyết không tán của Bộ Chính trị, gắn với chương trình hành động thực hiện nghị quyết để hội đảng lần thứ 13 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm từ năm 2021 đến năm 2026.